Việc Ronaldo ghi bàn nhiều nhất năm 2023 hay Barcelona chê Jadon Sancho chính là tâm điểm của làng túc cầu đêm qua. Bên cạnh đó, thông tin về phát biểu cà khịa Caicedo của Klopp cũng sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Không để các bạn đợi thêm nữa, hãy cùng chúng tôi đến ngay với thông tin đầu tiên. Ronaldo ghi bàn nhiều nhất năm 2023. Ronaldo vừa góp một bàn thắng trong chiến thắng hủy diệt 5-2 của Al Nassr tại tứ kết cúp nhà vua Ả Rập Xê Út. Ngoài việc đưa đội bóng chủ quản vào vòng bán kết, thì CR7 còn lập nên một kỳ tích mang tính cá nhân ở tuổi 38. Cụ thể, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có tròn 50 pha lập công từ tháng Giêng đến giờ và đó là thống kê cao nhất làng túc cầu hiện tại. Được biết, người đang có cùng thành tích với trụ cột tuyển Bồ Đào Nha là Erling Haaland, nhưng cầu thủ người Na Uy lại đang chấn thương và có thể sẽ không gia tăng số pha lập công của mình thêm nữa. Vì vậy, Ronaldo đang rộng đường trở thành tiền đạo xuất sắc nhất năm 2023 của làng túc cầu nếu tiếp tục nổ súng đều đặn ở những tuần cuối tháng 12. Tất nhiên, việc một vài chân sút xếp sau như là Harry Kane hay Kylian Mbappe có thể đạt thành tích đột phá và vươn lên dẫn đầu cũng là một khả năng cần tính đến. Tuy vậy, lợi thế khá lớn vẫn đang nghiêng về phía CR7. Jurgen Klopp cà khịa Moises Caicedo. Vào mùa hè 2023 thì Liverpool đã chia tay hàng loạt tiền vệ như Henderson, Fabinho, Keita hay Chamberlain. Việc này khiến lữ đoàn đỏ phải liên tiếp bạo chi trên thị trường chuyển nhượng để nâng cấp tuyến giữa. Tuy nhiên, không phải thương vụ nào cũng diễn ra suôn sẻ với thất bại nổi tiếng nhất mang tên Moises Caicedo. Thậm chí một số nguồn tin còn cho rằng chính cái lắc đầu của cầu thủ này đã khiến lữ đoàn đỏ không thể thuyết phục Brighton nhả người, dẫu cho Liverpool mới là đội trả giá cao hơn. Do vậy, dường như huấn luyện viên Jurgen Klopp đã muốn cà khịa Caicedo một chút khi thẳng thắn bày tỏ quan điểm qua phát biểu. Liverpool đã chứng kiến vài điều kỳ lạ xảy ra. Rõ ràng chúng tôi nhận ra một số tiền vệ không muốn gia nhập đội bóng. Thế nhưng các bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Barcelona chê Jadon Sancho. Barcelona đang muốn bổ sung nhân sự trên hàng công, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội bóng Tây Ban Nha dễ dãi với các mục tiêu của mình. Theo đó, tin đồn về việc ông lớn xứ Catalan đang muốn giải cứu Jadon Sancho đã bị chính Blaugrana lên tiếng phủ nhận. Thậm chí Barcelona còn khẳng định cầu thủ người Anh không nằm trong kế hoạch của họ. Thông tin trên cộng với việc Juventus cũng đã rời khỏi đường đua nhằm có được nhân tố 23 tuổi đang đặt sức ép lên vai của Manchester United. Nguyên nhân là do Quỷ Đỏ không còn quá nhiều đối tác để đàm phán nhằm đẩy đi Sancho ngay trong mùa đông. Ancelotti trọng dụng Kepa. Cuộc chiến nơi khung gỗ của Real Madrid đang trở nên cực kỳ khốc liệt khi cả Lunin lẫn Kepa đều sung sức và muốn chiếm được suất bắt chính. Thế nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti dường như có sự ưu ái nhất định với bản hợp đồng được mượn về từ Chelsea. Minh chứng cho luận điểm này đến ở việc chiến lược gia người Italia sẽ để Kepa bắt chính ngay ở trận đấu thứ hai mà cầu thủ này trở lại sau chấn thương. Thông tin trên đã được chính Carletto làm rõ qua phát biểu. Thật không công bằng khi để bất cứ ai ngồi dự bị, nhưng Kepa sẽ bắt chính vào ngày mai. Về Lunin thì thật không may khi tôi không thể bắt đầu trận đấu với tất cả mọi người. Casemiro muốn đến Bayern Munich. Tương lai của Casemiro ở Manchester United đang bị nghi ngờ khi tiền vệ Nam Mỹ đã sa sút khá nhiều trong thời gian gần đây. Thậm chí các bến đỗ tiềm năng của cựu sao Real Madrid trong trường hợp chia tay Quỷ Đỏ cũng đã được nói đến. Cụ thể, bên cạnh các đối tác Tây Á, thì ekip của Casemiro đang nhắm đến nhà đương kim vô địch Bundesliga Bayern Munich. Thậm chí một vài đồn đoán còn nghiêng về giả thiết các bên đã có những cuộc đàm phán để tính chuyện hợp tác vào mùa hè. Tất nhiên, thực hư của tin đồn trên là thứ chỉ có thời gian mới có thể kiểm chứng. Manchester United không gia hạn với Martial. Anthony Martial là một trong những cầu thủ gây ức chế nhất của Manchester United mỗi khi xuất hiện. Nguyên nhân là do tiền đạo người Pháp luôn tỏ ra mệt mỏi và hiếm khi nào tỏa sáng như kỳ vọng của các fan. Do vậy, không có gì khó hiểu khi ông lớn nước Anh không có ý định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Anthony Martial. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ xứ Lục Lăng sẽ ra đi theo dạng tự do vào mùa hè năm sau nếu như không có lời đề nghị mua đất nào vào tháng Giêng này. Đây là kịch bản rất dễ xảy ra vì cho đến hiện tại không xuất hiện bất kỳ tin tức nào về việc có tập thể muốn chiêu mộ Martial trong phiên chờ đông. Tuy vậy, Quỷ Đỏ thà chịu cảnh mất trắng tiền đạo này vào tháng 6 năm 2024 còn hơn là gia hạn và đối diện với nguy cơ phải hợp tác thêm một thời gian nữa. Ibrahimovic làm xếp lớn AC Milan. Không lâu sau khi giải nghệ, Ibrahimovic đã gây bất ngờ khi có mặt trong hàng ngũ lãnh đạo của đội bóng cũ AC Milan
Theo đó, cựu sao AC Milan sẽ đóng vai trò như cánh tay nối dài của những người đầu Rossoneri để có thể đưa ra những lời tư vấn khi phù hợp. Đây được coi là nỗ lực của bộ sậu sân San Siro trong việc cải tổ đội bóng sau sự ra đi của huyền thoại Paolo Maldini hồi mùa hè. Thế nhưng, kết quả của việc này hiện vẫn bỏ ngỏ khi AC Milan có vẻ không còn mạnh như chính họ mùa trước. Chelsea cân nhắc bán đội phó của mình. Do đã chi tiêu quá nhiều trong các kỳ chuyển nhượng gần đây nên Chelsea đang phải tính bán bớt các ngôi sao để cân bằng chi tiêu. Thậm chí trong số các cầu thủ đang bị ban lãnh đạo cân nhắc thanh lý còn có cả cái tên đội phó Conor Gallagher. Theo đó, bản thân cầu thủ người Anh quốc được một vài đội bóng nhắm đến và có thể trở thành một vụ chuyển nhượng có ý nghĩa về mặt kinh tế với đại diện thành London. Tất nhiên, ban huấn luyện Chelsea cũng cần cân nhắc về yếu tố chuyên môn, nhưng đây lại là một điểm gây tranh cãi. Nguyên nhân là cho dù luôn thi đấu với hơn 100% sự quyết tâm, nhưng đẳng cấp của Conor Gallagher là thứ hiếm khi được thừa nhận. Thiago Silva xin lỗi các fan Chelsea. Chelsea đang là một trong những ông lớn gây thất vọng nhất châu Âu khi cứ mãi trôi dạt ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League. Thậm chí sự ảm đạm còn được thể hiện rõ hơn khi ta biết The Blues đã chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng và thậm chí là còn không thi đấu ở sân chơi châu lục mùa này. Hiểu được các tâm tư trên nên trung vệ Thiago Silva mới đây đã đưa ra lời xin lỗi các fan cùng dòng trạng thái với nội dung: "Chúng tôi biết rằng kết quả gần đây không tốt và chúng tôi là những người đầu tiên thất vọng vì điều đó. Không có lý do gì cả, chỉ cần tiếp tục nỗ lực để gặp lại Chelsea mà tất cả chúng ta mong muốn. Đã đến lúc phải đoàn kết và cùng nhau vượt qua tình trạng này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy." Besiktas gạch tên Eric Bailly. Dù là một cầu thủ có tài năng, nhưng sự nghiệp của Eric Bailly lại cực kỳ lận đận. Ở thời kỳ đỉnh cao, cầu thủ người bờ biển Nga dính nhiều chấn thương và không thể ở lại các đội bóng lớn. Đến khi trôi dạt đến Besiktas thì cầu thủ này còn mới đón nhận một cú sốc lớn. Cụ thể, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thua 1-3 trước Fenerbahçe đã quyết định thanh lọc đội hình và đưa ra quyết định loại bỏ những cá nhân không phù hợp. Theo đó, Eric Bailly cùng với 4 cầu thủ khác là những cái tên lọt vào danh sách đen bị ban huấn luyện gạch tên. Việc này đẩy sự nghiệp của ngôi sao người bờ biển Nga vào vùng nguy hiểm. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Quả thực là một clip nhiều cảm xúc và người hâm mộ đang ngóng chờ những tin tức hấp dẫn tiếp theo liên quan đến các câu lạc bộ tên tuổi. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những thông tin nóng hổi nhất của làng Túc Cầu. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.